Xin chào anh em, chào em quay lại với kênh xe đi dở của em ạ. Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động ạ. Đây là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc anh em nhá. Và video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe này, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động bản nhập khẩu đang có những gì thì em phép giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe đi giờ của em sẽ chuyên về giá xe tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ ok xin phép đi vào vấn đề chính luôn ạ đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe với giá miết của chiếc xe này đang là 630 triệu ạ khi mà dụng các chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt thì Làm nội thì đang là 600 73 triệu ạ Trả góp thì đang là 213 triệu Còn ở tỉnh thì đang là 643 triệu Trả góp thì đang là 183 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 661 triệu Trả góp thì đang là 201 triệu ạ Còn em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào Tặng phụ kiện là sao Chia tên bằng như nào Thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn mấy em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nha Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần tính năng option của chiếc xe Mitsubishi Xpander bản nhập khẩu ạ à. Đầu tiên giới thiệu cho em về kích thước tổng thể ạ à. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m475 Rộng là 1m750 Còn cao là 1m730 ạ à. Còn khoảng sáng cầm xe Chiếc xe này là đang là 20,5cm anh em nhá Rất là dài, rộng và cao đấy ạ à. Ok tiếp theo giới thiệu cho em về phần uh, đầu xe Phần đầu xe của chiếc xe Xpander bản Cross này Đó sẽ là phần đầu xe nó sử dụng đó chính là đèn uh, Cụm đèn nó đèn, đèn LED anh nhá Đèn full LED đấy ạ Đèn gầm của nó sử dụng là đèn LED đấy ạ Về phần đầu xe thì phần nổi bật nhất đó chính là sự Chiếc phần đầu xe được dập nổi rất là nhiều Giúp cho chiếc xe rất là cứng cáp Chắc chắn, thể thao và rất là sang trọng ạ Phần đầu xe thì nó sẽ nổi bật nữa đó chính là có thanh đẹp chrome Tạo ra điểm nhấn phần đầu xe Tạo ra chiếc xe nhìn rất là thể thao ạ phần đầu xe anh em nhìn cái điểm góc khúc của nó em đảm đánh giá đây là điểm rất là lớn tạo ra chiếc xe mà nó thực thu hút được rất nhiều anh em lựa chọn nó chiếc xe cảm giác nó được rất là góc cạnh thể thao sang trọng ạ còn đây em tiếp theo giới thiệu cho em về phần sườn xe này phần sườn xe của chiếc xe Xpander bản số tự động này thì được dập nổi rất là nhiều giúp cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp chắc chắn thể thao và rất là sang trọng ạ còn đây giới thiệu cho em về phần bánh xe này Bánh xe của chiếc xe Xpander bản số tự động này Nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm Vành của nó vành 16 inch ạ Phanh trước sẽ là phanh đĩa Phanh sau sẽ là phanh tăng trống ạ Các tính năng an toàn phần bánh xe gồm phanh ABS này Phân bố được phanh điện tử EBD Và rất nhiều tính an toàn thì em phép cuối video giới thiệu cho em ạ Còn đây phần gương chiếu hậu Gương chiếu hậu nó sẽ có chỉnh điện Gập điện và có cả cục gương ạ Về tay lắm cửa thì nó sẽ là tay lắm cửa mạ chrome cho cả bốn cánh cửa nha. Mạ chrome cho bốn cánh cửa đấy ạ. Đó, tiếp theo giới thiệu cho em về phần uh, đuôi xe phần đuôi xe của chiếc xe Xpander bản số tự động này thì được dập nổi rất là nhiều giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng hơn thể thao hơn và mạnh mẽ hơn ạ các điểm nổi bật đó chính là các cái góc nhìn cái góc khúc cảm giác nó rất là góc cạnh nhá và cụm đèn của nó phần đuôi xe nên là sử dụng đó chính là đèn led ạ đuôi xe nó là sử dụng đèn led nhá tính an toàn về phần đuôi xe của chiếc xe Xpander này thì nó sẽ là có À, có camera đùi ạ có camera đùi nhá sự nổi bật nhất của phần đuôi xe đó chính là cái cản sau tạo ra điểm nhấn về chiếc xe ạ. tiếp theo rồi sẽ sang về phần nội thất của chiếc xe Xpander ạ Đây, phần ghế da của chiếc xe Mitsubishi Xpander thì ghế của nó sẽ dùng ghế da nhá ghế da đấy ạ hàng ghế thứ ba này hàng ghế thứ ba thì sẽ gặp được 50 50 rất là rộng rãi cho anh em ngồi hàng ghế sau nhá, rất là rộng đấy ạ, không phải là quá chật hẹp đâu ạ. Hàng ghế thứ hai thì thêm cửa gió cho hàng ghế thứ hai là thiết kế phần phía trên nhá. À, cửa gió cho hàng ghế thứ hai đấy ạ, rất là tiện lợi cho anh em đấy ạ. Đó. ghế hàng ghế thứ ba hai thì sẽ là gặp được 60 40 ạ. Nên là anh em thể để là mặt phẳng được, anh em để đồ dài, đồ rộng, đồ to và có thể anh em nằm ngủ được nhá. Ghế của chiếc xe Xpander thì nó sử dụng nó chính là ghế cơ nhá, ghế chỉnh cơ cho toàn bộ các hàng ghế đấy ạ, nó không phải ghế chỉnh điện được nhá. Đó. còn đây là bên uh, cánh cửa này, đó. sự thiết kế nó thì em đánh giá nó khá là nổi bật đấy ạ. về uh, tiếp theo giới thiệu cho về về hàng ghế đầu tiên, hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động này, thì đầu tiên giới thiệu cho về phần vô lăng, vô lăng sẽ là vô lăng ba chấu uh, uh, được bọc ra, sờ rất mềm mại, uh. tích hợp trên vô lăng sẽ là có đàm thoại dành tay này, điều chỉnh âm lượng này, và chiếc xe này thì sẽ là nó sẽ có thêm đó chính là có con control đó chính là ga tự động ạ Đó rất là tiện lợi anh em nhá à, Nó sẽ được chỉnh cơ bốn hướng gật gù và lên xuống ạ Đây. Còn đây là bảng đồng hồ tóc lô Bảng đồng hồ tóc lô thì nó khá là cơ bản thôi Nó không có gì nó quá nổi bật cả còn bên đây là bên cánh cửa này bên ghế lái này nó sẽ có chỉnh điện này gập điện này lên xuống kính cho cả bốn cánh cửa còn đây giới thiệu cho em về phần màn hình giải trí này sau đó là màn hình cảm ứng 6 loa có kết nối Apple CarPlay và Auto Android ạ. Đó. Có đây giới thiệu cho em về phần hộp số này. Hộp số của chiếc xe này nó sử dụng nó là hộp số tự động 4 cấp ạ. Hộp số tự động 4 cấp nhá. Hệ thống điều hòa là hệ thống điều hòa cơ chỉnh tay ạ. Có đây các cửa gió điều hòa thì em đánh giá sự nó rất là thiên về sự sang trọng, rất là sang trọng về phần hàng ghế đầu tiên nhá. Đấy, em đánh giá rất là sang trọng đấy ạ. Về chiếc xe này nó tích hợp đó chính là có chìa khóa thông minh một chạm rồi đấy ạ. Hệ thống điều hòa của nó sử dụng là hệ thống, thống điều hòa cơ chỉnh tay và thích hợp thêm đó là thêm cửa gió cho hàng ghế thứ hai, dàn lạnh thứ hai đi ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về phần động cơ. Động cơ của chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động này. Nó sử dụng là động cơ là động cơ 1.5 ạ, với công suất cực đại nó đang là 104 mã lực trên cho 6.000 vòng trên phút ạ Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 141 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút nha Chiếc xe này sẽ là dẫn động cầu trước đấy ạ Rất nhiều anh em hỏi em là dẫn động cầu trước hay cầu sau Thì em nói luôn, đây là chiếc xe dẫn động cầu trước nha Tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng an toàn ạ Tính năng an toàn của chiếc xe Mitsubishi Xpander này thì có, hệ thống anh phanh ABS này Hệ thống phân bố lực phanh điện tử ebd này Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp ba hệ thống phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng tử xe ASC, hệ thống kiểm soát được khéo TCL, hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp dốc HSA, hệ thống gương chỉnh điện gặp điện này, hệ thống chìa khóa thông minh này, khởi động bằng nút bấm này, hệ thống chống trộm này. Đó. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động rất là chi tiết cụ thể rồi vậy để video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Mitsubishi cũng như các xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, Vinfast, Mitsubishi, Lexan, Ford, Toyota hay rất nhiều xe trên trường mình làm để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên trường mình làm thì anh hãy comment bên dưới cho em nha. Để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em mà chưa đăng ký kênh em thì em anh anh em hãy đăng ký kênh em nha. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.